Chiều qua 31 tháng 8, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trong bao tải tại chung cư Lê Thành, đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Trước đó lúc 9 giờ sáng, trong lúc dọn rác dưới hầm chung cư, một nữ công nhân phát hiện bao tải. Khi mở ra thì bên trong là thi thể của một nam giới. Người này chi hô và báo cho bảo vệ của chung cư. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra vụ việc.